Nãy giờ ngoài kia có mấy cô tưởng là ăn 20 chục lít đó. Vô chị nói nghe nè, cái này mà ổng mà chịu dọn lên á. Cái răng là cái tóc, cái răng cái tóc là gốc con người nè, mà ảnh là có bộ răng quá chuẩn. Anh luôn giận mà không, nãy giờ anh kêu bằng anh thôi, cả ngày năm năm anh nãy lúc lên sao mà vậy đó, không rõ hơn vậy đó hả? Chị ba cái trong đây nè, tháng 11, tuần 11 năm gắn. Cuối tháng 11 chị gắn nè, cái bác sĩ dạy chị là gắn xong rồi đó, là ví dụ mà có sưng á, có sưng, có hạch, có gì á thì báo cho bác sĩ biết. Chị về chị chờ em, tự nhiên chị rất là hồi hộp cái đó, chị sợ sưng. Chị về á, chị nói là khiến là chị ăn thịt dưỡng để cho nó được làm đọc. Chị về chị chờ cho sưng như sao để mình báo. Chờ 3 ngày thấy im ru là hiểu rồi, nó sưng là nó sưng liền trong đó. Xong chị ngồi thấy ngồi chị chờ ngày nào chị cũng chờ. Chị chờ mà nó có hơi sưng nhẹ thôi chứ nó cũng không đỏ nữa. Thì nó phải cộm hơn cái bình thường đúng không? Dạ. Cái đó chị mỗi đêm mới sáng để coi, sáng coi sao sáng cũng thấy bình thường. Qua ngày nay cũng bình thường, không có ai mà biết mình làm răng hết. Rồi hả? Nhiều quá mà hả? Dạ, ok nha. À, cắm một lần 3 trụ luôn á hả? Cắm một lần 3, 2 trụ, 3 răng. 2 trụ em lên. 2 trụ, 3 răng, một lần luôn. Nó có đi 2 ngày đâu. Đau không vậy? Không hề đau. Không cố luôn, uy tín luôn, không hề đau. Cái chất thuốc tê là không đau là sai. Phải tao chút xíu cái chất thuốc tê thôi rồi em luôn. Mà chị, em biết không, chị làm á, chị lúc mà hồi biểu chính là chị qua chị làm một ca lần rồi mà chị hồi hộp chị về. À có nghĩa là cái hồi em ở bên phải biết tránh là chị qua một lần rồi xong rồi về. Cái dịch cái ngân cái chị sợ hồi hộp chứ tự nhiên với lại mình coi trên mạng nó cứ xíu xíu rồi nhét vô nghĩ sao không đau răng mà không đau làm sao được cái mình hồi hộp lắm cái thấy nè bà nội rồi ông nội đó rồi mấy người Việt Kiều ở bên về bệnh ở này kia cứ nói học tao cái trong nghe cái lần đầu anh đây đầu tiên á nó là cũng đầu lắm ngắn lắm ok tấm một tấm một bật luôn nhất đó họ chứ không về anh biết không trong nè trong băng nó có sưng có đau là cái một tuần lễ coi như không ở đó cho to chị mua thuốc uống một tuần xong rồi chị mua chị để mà chị không thấy thức khỏe mãi tay nên chị để đó chị không hề uống một ngày nào luôn anh tin không như vậy là sai nha chị có quyền khoe đúng không mà nhân viên nó dễ thương lắm nè nhân viên đó rất là dễ thương lắm nhân viên em á nhân viên chuyên khoa đó dạ nói vậy nè chị nhớ uống thuốc nha chị về chị nói biết rồi chị ra nhà thuốc chị mua liền cái rồi chị mua chị để đó xong nhắc nha cho mấy cái bịch đá để chị ăn chờ mới có để chờ chị chờ thôi chị không uống tự chị ăn thực dưỡng chị không có thích uống thuốc không mấy người ăn thực dưỡng rất là nhanh lành đúng rồi bữa ăn cho cái vuốt kia 13 chị không uống thuốc luôn vậy cái là cái lúc nằm rồi chú ăn răng xong chú cái tay với em nói trời chú nhưng mà nhân viên của em nhắc mỗi ngày chị ơi uống thuốc chưa chị ơi uống thuốc chị nói có rồi nhưng mà chị bận chưa để chị phòng con lỡ nhất hay gì là mình uống tiền nhưng mà nó không có gì tự nhiên em uống chi em không chị không hề vợ lỡ là chị nói cái địa chỉ của nhà khoa nè tôi đi chơi đâu có ai cũng biết mà 2830
quẹo cái gặp liền. Tháng 3 tháng 2 đó. Không có sao mình nói giờ. Đâu em quảng cáo một phần, người ta lại ta làm cũng được, cũng được. Chứ đâu giống như chị mới nói với anh nè, ba Xuân Dừa nè. Với anh nội. Với anh nội nè. Mọi cái đó là một phần thôi, nhưng mà cũng vừa bị ai cũng phải đúng thường. Tự nhiên bụng ai cũng bị ai là giảm không có uy tín, sao người ta bị ai mất uy tín ta sao? Mà em phải có trách nhiệm làm giống như cái người ta nói thì mới được. Rồi em sắp định rồi, mấy anh mấy chị mà vô làm răng với em rồi em nói bác sĩ lời với em rồi. Bác sĩ đại học y dược là tên gì vậy chị quên? Hồ Nguyễn Thanh Trơn. Đúng rồi, bác Trơn. Tiến sĩ. Nè bác Trơn á, chị về chị hỏi cả cháu chị làm đại học y dược. Hai cháu tôi làm đại học y dược. Đại học y dược nó làm mà ấy thôi, bình thường thôi con xíu á. Là xong chị về chị hỏi con ơi bé Thảo, con có biết bác sĩ Trơn bên răng hàm mặt không? Nó nói ủa sao cô Yến biết vậy? Sao cô biết cái ba bắt chân vậy? Thì bắt cô Yến đi làm răng nè, rồi cái nha khoa đó nói bắt chân rồi đưa hình đưa này. Trời ơi, bác này giỏi lắm đó, bác giỏi về răng hàm mặt thẩm mỹ của đại học y dược. Trời ơi, chị mới tự tin chữ khoa răng hàm mặt. Đúng rồi. Mình mất tin không phải sức khỏe của mình à. Mình không có bỏ phí được. Chứ là mấy cái bạn thực dưỡng nó đã tìm hiểu ghê lắm. Trời ơi, không tìm hiểu sao ăn thực dưỡng. Không đúng rồi, đúng không? Sức khỏe mình là trên hết. Dạ. Rồi bắt đầu vô rất là yên tâm. Thế hả? Yên tâm rất nhẹ nhàng. Đi á, đi chương trình đó mà nghe mấy cái feedback như vậy á, nhà chỗ nó ấm áp. Em biết không, vô quá nè. Cái vút lúc mà gắn anh đen á, lên bàn á, đúng không anh? Anh nội. Anh nội. Xong nằm dài lên dài đúng không? Nằm lên cái ghế. Rồi làm tư tưởng thay đồ, thay đạt, làm cái hành trình đó rất là hồi hộp. Dạ, dạ, dạ. Xong rồi chuẩn bị coi nó đau cỡ nào. Mình cũng chuẩn bị chứ. Rồi chưa nữa, còn bịt cái mặt mình lại nữa. Bịt cái mặt đưa cái miệng thôi à. Trời lo cực kỳ. Không biết là sao. Nhưng mà dù cái gắn vô, dù cái gắn vô hai trụ nghẹt tưng. Nghẹt tưng luôn hả? Nghẹt tưng. Trời ơi. Ra hả chồng hỏi. Em sao em? Trời không có chuyện gì luôn anh. Ủa về đó hả? Ừ, xong rồi không có chuyện gì luôn. Trời ơi. Thiệt tình luôn á. Trời sao mà cứ nghĩ vậy. Về cái chồng nói sao? Không có đâu em ơi. Nhiều khi em ăn thịt dưỡng thịt em hiền với nó cũng phải dưỡng chứ anh sao? Đấy là gì anh? Ông nói chung á là tùy theo người. Nó sẽ có đau chút. Có nhiều người thì đau nhiều chút. Có nhiều người không đau. Tùy theo cơ địa mỗi người. Nhưng mà cơ địa chị là tốt. Tốt đúng không? Em tìm hiểu có rất nhiều cách đến cắm lên với lại làm răng đồ này kia đó mà ăn thịt dưỡng. Cái cơ địa rất nhanh lành hơn. Em không biết tại sao. Tại vì máu sạch. Vậy hả? Người ta đâu có ăn ấy đâu. Em biết không chị, có 10 năm nay, 8 năm nay chị không hề có một viên thuốc. Vậy đó hả? Chị không hề có một tiêm thuốc. Vừa rồi chích người chị còn không chích nữa đó. Nhưng mà không được, không chích không phải được chết, phải bắt buộc. Cũng phải có 2 mũi. Đấy, bởi vậy phải 2 mũi. Chứ còn thật sự trong lòng người ăn thịt dưỡng không có thích. Tại vì lây lây ăn thịt dưỡng vậy? Ăn cho nó chợ mình sợ đó. Mình sợ bao nhiêu năm rồi? 8 năm rồi đó. 8 năm rồi. Nhưng mà vẫn còn xen kẽ nhiều khi gì bạn bè gì công việc chứ còn nếu mà 100% nữa luôn. Dạ dạ. Không như vậy là được rồi, kiểm soát được sức khỏe của mình là ok rồi. Kiểm tra chị tự tin tưởng máu. Không, nói chung là lâu lâu đi chương trình á mà gặp mấy chị mấy cô mấy chú mà nói làm răng ở An Na mà hài lòng á đó. Nhiều khi em không hiểu, nhiều khi đến nhà khoa không có gặp em đúng rồi. Nhưng mà tự nhiên cái đi cái Dung nhận được những cái cảm nhận, những cái feedback gì Dung cảm thấy không, nhưng mà tự gì Dung là ok người ta mới nói được. Dạ. Chị với em đâu có dính líu gì đâu. Dạ. Đúng không? Nhưng mà tự gì em nó là như vậy, mình không có nói sai được. Dạ. Đúng không? Dạ. Không, nó là sự thật. Không, dạ. Nó là sự thật. Trời ơi, nãy anh hạnh phúc. Không, ít bữa nữa chạy chị ra đó hút đó. Nãy gọi là khách hàng mà là khen. Trời ơi, khách hàng mà khen vậy là hạnh phúc lắm. Mà em cũng biết là bà làm ra ăn ăn nè. Nhưng mà nhân viên cũng ok nữa chứ không phải là riêng là bác sĩ làm hay không. Dạ. Nhắc nhở kỹ. Chị ơi, chị nhớ chùm đá nha. Thơm. Ê, cái mùi tinh dầu gì á phải không? Vậy đó hả? Thơm. Có phải nó thử mũi luôn không?
không có sợ gì ok dạ dạ thơm quá kìa thơm con ok vậy anh nội ngồi đây con có đi kiếm bà nội không anh nội ngồi đây không anh nội ngồi đây yên tâm đi còn quý quý luôn quý tính đàng hoàng bước anh nội nhưng mà chị nó ý là chị nói là tự anh nội còn trẻ nhưng mà tự đồng bạn á là cái nhẹ lên chứ còn tốt cái nhẹ hỏi là hỏi tâm được chứ rồi không mà chị nói cũng đúng không nội đi ngược tắm nha đúng rồi nhọn lần không phải con không ê em nói anh nghe em nói rồi anh nội nghe không là như vậy á là khuyên dựa mình làm vậy cái ta nhìn vô ta nói chắc khuyên dưỡng lo cho anh nội lâu quá chị nó không có thời gian á để giống như là tốt lên á dạ. Tốt lên á hiểu không trong là con vừa nó cũng lo rồi nó lo rất là chu đáo ông nó nữa rồi à ông kết tự ông thôi để con ra cái dầu gội phụ bạc cho phụ bớt phụ bớt phụ bớt nghĩa là cái dầu gội chạy lắm cho em chạy cho nó em á bình gội thật đen á em ra cái dòng đó cho mình dùng cái này cho chị đỡ bớt chứ để con làm nên sâu nè nó giống như như mấy ngày nay là phải tủng đó để cho mọi năm sống nó tan dạ. Nó tan là ông nội có một bàn cũng có duyên hơn mà ông muốn cuốn cho ông nội trẻ hơn đó mà là cái này với ông đúng không phải không em không không cho hai chị ăn kỹ luôn chị qua vừa làm mà con nói với thầy rồi mà cái nền con là nó khác lắm dạ bữa nó đi ra ngoài 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 nhà ba là con dẫn đi ăn tốt luôn cắt tóc rồi này kia có sẵn lắm mà cảm ơn con đó chuẩn bị đến chương trình rồi với bà con cô bác chuẩn bị đến chương trình này Dung sẽ ép kết clip nha rồi xíu nữa sẽ ghi hình tiếp cho cả nhà dạ cảm ơn mấy bà con cô bác rất là nhiều bye 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 b